Để thế giới Malaysia tăng trưởng xuất khẩu tháng 11 đạt hơn 30% xuất khẩu của Thái Lan được dự báo tăng trưởng khoảng 3 đến 4% năm 2022 Sejong là thành phố người lao động được trả lương cao nhất tại Hàn Quốc tại Việt Nam thu ngân sách của ngành hải quan tăng hơn 19% tăng 2,58% GDP năm 2021 ghi nhận mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ dự báo mặn xâm nhập sớm ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long Thu Dương kính chào quý vị đang theo dõi bản tin kinh tế, mở đầu sẽ là phần tin thế giới. Thưa quý vị, theo dữ liệu của chính phủ Malaysia, Tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 11 của nước này đạt 32,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua mọi con số dự đoán trước đó. Bên cạnh đó, nhập khẩu cũng tăng đến 38%. Như vậy trong tháng 11, thặng dư thương mại đạt khoảng 4,54 tỷ đô la. Những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Malaysia là linh kiện điện tử, phụ tùng xe máy, xe hơi, dược phẩm và hóa chất. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là chế phẩm từ xăng dầu, thuốc men và nông sản. Dự báo trong tháng 12, tăng trưởng xuất khẩu có thể chậm lại do cơn mưa lũ vừa qua tại bang Solagor đã khiến rất nhiều công ty, nhà máy và khu chế xuất đình chỉ sản xuất một phần hoặc toàn bộ. Điều này được cho là ảnh hưởng không nhỏ tới các chuỗi cung ứng các linh kiện trên toàn cầu. Bộ Thương mại Campuchia mới đây cho biết trong 10 tháng đầu năm 2021 xuất khẩu xe đạp của nước này đạt 514 triệu đô la, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đây là con số ấn tượng khi Covid-19 vẫn hoành hành, nhờ các biện pháp hợp lý và khéo léo của chính phủ, phần lớn doanh nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động và không bị gián đoạn. Các công ty sản xuất xe đạp của Campuchia chủ yếu tập trung ở khu kinh tế đặc biệt thuộc tỉnh Slvay, riêng nằm gần biên giới Việt Nam. Các thị trường chính của xe đạp Campuchia là Mỹ, Đức, Anh và Nhật. Bộ trưởng Thương mại nước này, ông Pan Sorasak, đánh giá sản xuất xe đạp là điểm sáng của nền kinh tế. Các công ty đã vượt qua nhiều khó khăn về dịch bệnh để duy trì hoạt động, đảm bảo thu nhập cho người lao động và đập thuế vào ngân sách quốc gia. Trong năm tới, giờ FDA với Hàn Quốc đi vào hiệu lực, dự kiến xe đạp Campuchia sẽ có thêm một thị trường rất lớn nữa để khai thác. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Nhật, doanh số bán lẻ tại thị trường nội địa nước này trong tháng 11 vừa qua có sự tăng trưởng nhẹ, đạt 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do số ca nhiễm Covid-19 mới đã giảm, tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế. Điều này khuyến khích những chủ cửa hàng mở lại và đa dạng thêm sản phẩm, lẫn dịch vụ. Mặt hàng tăng trưởng doanh số nhiều nhất là xăng dầu hơn 29%. Nhiên liệu tăng đồng nghĩa doanh số bán xe cũng giảm khi tháng 11 lượng ô tô tiêu thụ sụt bớt 14% so với cùng kỳ năm trước. Việc Đức gãy chuỗi cung ứng và gián đoạn sản xuất được cho là nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên. Trong tháng 12, dự báo tình hình sẽ khó khăn trở lại do sự xuất hiện của biến thể Omicron. Hiện nay, nhiều thành phố lớn của Nhật đã ghi nhận sự lây lan trong cộng đồng của biến thể này. Một số cửa hàng và trung tâm mua sắm, số lượng khách đã giảm và không khí điều hiu đã trở lại. Bộ trưởng Thương mại Thái Lan mới đây cho biết trong một cuộc họp báo năm 2022, xuất khẩu của nước này có thể tăng từ 3 đến 4%, tăng trưởng xuất khẩu sẽ thúc đẩy phục hồi kinh tế và bù đắp vào ngành du lịch vốn đóng vai trò quan trọng nhưng gần như bị tê liệt trong thời gian qua. Ngoài ra, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan cũng hy vọng tăng trưởng xuất khẩu cả năm 2021 có thể đạt 16%. Theo thống kê mới nhất, trong tháng 11 vừa qua, xuất khẩu của Thái Lan đã tăng trưởng ấn tượng, đạt khoảng 24,7%. Bộ Thương mại cũng đặt mục tiêu sẽ nâng giá đồng bát nội tệ so với đồng đô la Mỹ trong năm 2022, nhằm bình ổn hơn các hoạt động giao thương. Cụ thể, 1 đô la sẽ đổi từ 32 đến 33 bát, từ mức 33,5 như hiện nay. Theo báo cáo mới nhất của cơ quan thuế Hàn Quốc, Sejong là thành phố có mức lương bình quân người lao động cao nhất nước này. Cụ thể, bình quân người lao động tại đây được trả khoảng 4.000 đô la một tháng, xếp ngay sau đó là thủ đô Seoul và thành phố công nghiệp Ulsan. Tiền lương trung bình của người lao động trên toàn quốc hiện nay là gần 3.200 đô la. Sejong được xem là thủ đô hành chính thứ hai với rất nhiều quan chức chính quyền và chuyên gia có tay nghề sinh sống. Đây cũng gần trung tâm khoa học số một cả nước là Daejeon, vốn trả lương rất cao cho những người có kỹ năng giỏi. Thành phố Ulsan đứng thứ ba là trung tâm công nghiệp với các tập đoàn hàng đầu như Hyundai Motor và Hyundai Heavy Industry. Nên người lao động chủ yếu có kinh nghiệm và mang nhiều hàm lượng chất xám, vì vậy họ cũng được trả lương dĩnh hơn so với phần lớn các các vùng còn lại. Bộ trưởng năng lượng Kazakhstan mới đây cho biết, nước này đặt mục tiêu khai thác khoảng 87,5 triệu tấn dầu trong năm 2022, tăng nhẹ so với mức. 85,7 triệu tấn của năm 2021. Điều này có thể giúp điều tiết giá dầu tốt hơn với dự đoán kinh tế thế giới phục hồi tích cực trong năm 2022. Kéo theo nhu cầu về năng lượng, Kazakhstan là quốc gia trung Á sở hữu nhiều nguồn tài nguyên khoáng sản và nhiên liệu hóa thạch. Việc phát triển và khai thác dầu mỏ, khí tự nhiên và khoáng sản đã thu hút hơn 40 tỷ đô la đầu tư nước ngoài tại đây từ năm 1993 và chiếm tới 57% sản lượng công nghiệp quốc gia. Kazakhstan hiện đứng thứ 11 thế giới về trữ lượng đã được chứng minh của cả dầu mỏ và khí đốt tự nhiên với khoảng 3,5 tỷ tấn dầu và 2,5 tỷ mét khối khí có thể được khai thác. Tuy nhiên hiện chỉ có 3 nhà máy lọc dầu tại nước này, chúng không đủ năng lực xử lý tổng sản lượng dầu thô khai thác, vì vậy đa phần dầu thô được xuất khẩu sang Nga để tinh chế. Quý vị đang theo dõi phần 2 của bản tin kinh tế, mở đầu là các thông tin xuất khẩu. Ghi nhận mức tăng liên tục trong thời gian gần đây đã đưa tổng lượng xuất khẩu phân bón của nước ta vượt qua kỷ lục của năm ngoái. Cụ thể, tính trong 11 tháng năm 2021, cả nước xuất khẩu trên 1,2 triệu tấn phân bón, trị giá gần 459 triệu đô la, tăng 11,6% về khối lượng và tăng hơn 45% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020. Campuchia vẫn là thị trường chính của phân bón Việt Nam khi chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu. Với kết quả xuất siêu toàn ngành năm nay ước đạt 13 tỷ đô la, ngành lâm nghiệp đã đặt ra mục tiêu đạt giá trị xuất khẩu lâm sản 16 tỷ đô la trong năm 2022. Tại hội nghị tổng kết của Tổng cục Lâm nghiệp mới đây, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đánh giá cao kết quả của ngành đạt được trong năm 2021. Khi đối mặt với một năm 2021 rất khó khăn, các doanh nghiệp đã chủ động linh hoạt vượt khó, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu đặt ra trong năm 2022, ngành lâm nghiệp sẽ phải tiếp tục giải quyết tốt bài toán về nguồn nguyên liệu năng lực chế biến thông qua việc nâng cao chất lượng rừng trồng, đầu tư công nghệ và liên kết giữa chế biến và vùng nguyên liệu. Công bố mới đây của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng thu ngân sách của ngành năm 2021 đã tăng mạnh và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể ước đạt 370.000 tỷ đồng, bằng 117% dự toán và tăng hơn 19% so với năm 2020. Theo Tổng cục Hải quan, tổng thu ngân sách cao là do một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu mạnh như dầu thô, xăng dầu, khí đốt hóa lỏng, sắt thép, quảng sắt, ô tô nguyên chiếc. Đối bật trong năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đã vượt mốc 600 tỷ đô la. Đây là sự kiện tiêu biểu của ngành hải quan, Bộ Tài chính nói riêng và của Việt Nam nói chung, góp phần làm cán cân thanh toán phát triển, ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá và kiểm soát lạm phát. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê mới đây cho biết, Tổng sản phẩm trong nước GDP của quý 4 nước ta ước tính tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2020 và GDP cả năm 2021 chỉ tăng 2,58%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,9% khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,8% và khu vực dịch vụ tăng 1,2%, đóng góp hơn 22%. Mặc dù ghi nhận những dấu hiệu khả quan của nền kinh tế trong giai đoạn cuối năm, nhưng với kết quả của quý 4 là không đủ để mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2021 đạt trên 3%. Và như vậy Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong hơn một thập kỷ qua. Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam dự báo vào tháng 1 năm 2022, các địa phương ven biển đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn có thể vào sâu 35 đến 45 km và xâm nhập sâu hơn tới 50 đến 65 km trong tháng 2 và tháng 3. Theo đó, cơ quan này khuyến cáo các tỉnh cần tăng cường giám sát mặn và cập nhật các bản tin dự báo thường xuyên để ứng phó kịp thời hiện người dân các tỉnh đồng bằng sông cửu long cũng đã chủ động từ rất sớm trong việc làm ao hồ dự trữ nước ngọt nhằm ứng phó khi mặn xâm nhập bất ngờ tránh nguy cơ bị thiệt hại sản xuất nặng như nhiều năm trước Đơn cử như tại tỉnh Bến Tre, Đông dân huyện Chợ Lách, nơi sản xuất cây giống lớn nhất vùng đã trữ ngọt trong mương vườn, thực hiện nhiều biện pháp chống hạn mặn nhằm bảo vệ hơn 2.000 hecta cây giống hoa kiển. Ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang cũng đã đề xuất khoảng 29 tỷ đồng để nạo vét 16 tuyến kênh ở cùng dự án ngọt hóa nhằm phục vụ chống hạn và xâm nhập mặn của mùa khô năm 2021, 2022 và các năm tiếp theo. Giá vàng thế giới duy trì trên mức 1.800 đô la một ounce và đạt mức cao nhất trong một tháng do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ sụt giảm, lớn áp phần nào sự tăng giá của đô la Mỹ. Vàng được dự báo có khả năng bước vào xu hướng tăng giá mới cho đến đầu năm 2022. Trong khi đó, một lượng vàng miếng trong nước tiếp tục nối tiếp đà giảm hôm qua với mức bốc hơi quanh ngưỡng 100.000. Kết thúc phiên thì giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1811,7 đô la Mỹ cho một âu, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 11 là 1820 đô la trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai thì tăng nhẹ 0,06% lên 1811,7 đô la Mỹ cho một âu, so với phiên trước đó thì cả hai đã tăng lần lượt là 2 và 1,1 đô la. Giá vàng thế giới có lúc đã vọt lên nhưng sau đó mức đà tăng khi dòng tiền chảy mạnh vào cổ phiếu quốc tế và đồng đô la Mỹ. Theo giới phân tích, có thể do nhiều tổ chức tài chính hàng đầu dự báo kinh tế toàn cầu năm 2022 tăng trưởng 4%, đồng thời biến thể Omicron COVID-19 đang được chứng minh là ít gây ra bệnh tật nghiêm trọng hơn, đã kích thích giới đầu tư dồn vốn vào thị trường chứng khoán. Kết quả là giá cổ phiếu tại Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông có thể điểm tăng rất mạnh. Mặt khác, đồng đô la cũng nhận được một số sự chú ý của giới đầu tư khi thị trường đồng đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 3 năm sau từ đó nhiều người nghĩ đồng bạc xanh sẽ tăng giá rất mạnh trong thời gian tới điều này đồng nghĩa dòng tiền chảy vào thị trường kim loại quý bị chi phối khiến cho giá vàng hôm nay giảm bớt đà tăng tuy nhiên david Meagher, giám đốc giao dịch tài sản hirai future nhận định việc lãi suất trái phiếu giảm chứng lại đà tăng và áp lực lạm phát là những yếu tố hỗ trợ cho vàng trong phiên ông không quên nhắc lại rằng xu hướng đang diễn ra đối với vàng là đi ngang để có thể leo cao trong ngắn hạn Vàng được dự báo có khả năng sẽ bước vào xu hướng tăng giá cho đến đầu năm 2022, khi thị trường tiền tệ đang định giá 50% cơ hội của Fed nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 3 sắp tới. Ở một diễn biến khác, nhập khẩu vàng của Trung Quốc qua Hồng Kông tuy đã giảm trong tháng 11, tuy nhiên, dữ liệu Cục Điều tra và Thống kê Hồng Kông cho biết, các nhà phân tích vẫn dự kiến nhu cầu sẽ tăng khi dịp Tết Nguyên đáng 2022 đang sắp tới. Diễn biến của giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục thay đổi trong biên độ nhẹ khi các doanh nghiệp đều giảm từ 60 đến 150.000 đồng cho mỗi lượng vàng. Mở cửa giao dịch hôm nay 29 tháng 12, giá vàng trong nước giảm nhẹ tại nhiều doanh nghiệp. Tại thời điểm 11 giờ, giá vàng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nên biết chiều mua vào neo tài 60,7 triệu đồng, giảm 150.000 đồng so với hôm qua. Tương tự mức giảm trên thì chưa bán ra neo tài 61,4 triệu đồng một lượng. Đây cũng là doanh nghiệp có mức điều chỉnh giảm nhiều nhất so với một bằng chung. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận thì có mức niêm biết hai chiều giảm 100 000 đồng, ghi nhận chiều bán ra neo tài 61,4 còn chiều mua vào neo tài 60,7 triệu đồng. Có giá mua vào cao nhất là Bảo Tín Minh Châu, ghi nhận neo tài 60,86 triệu đồng, giảm 60 000 đồng. Đây cũng là đơn vị có chiều bán ra thấp nhất trên thị trường khi cũng giảm 60 000 neo tài 61,38 triệu đồng. Tương tự, giá vàng nữ trang giá vàng nhận cũng ghi nhận đại giảm, với vàng 4 số hay chiều mua bán lượt neo tại 51,95 và 52,65 triệu đồng, giảm 150.000 đồng mỗi chiều, vàng 24K và vàng 18K thì cũng có mức giảm từ 113.000 đồng trở lên, như số liệu chi tiết trên màn hình. Quay trở lại với tỷ giá ngoại tệ hôm nay ngày 29 tháng 12, tỷ giá đồng đô la Mỹ cao hơn, cùng với kỳ vọng cuộc dự trữ liên bang Mỹ Fed có thể sớm tăng lãi suất vào tháng 3 năm 2022. Trong khi đó tại Việt Nam, ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá bán đô la Mỹ tham khảo tại mức 23.150 đồng, mua vào tại mức 22.650 đồng. Giá đồng euro niêm yết chiều bán ra neo tại 26.975 đồng, giảm 31 đồng, còn chiều mua vào giảm 29 đồng, neo tại 25.404 đồng. Về tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được công bố tại mức 23.154 Việt Nam đồng trên đô la Mỹ, tăng 12 đồng so với hôm qua. Tỷ giá đồng đô la ghi nhận đã tăng trở lại tại các ngân hàng. Theo đó, Vietcombank, BIDV cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua bán. Đáng kể hơn thì có Exxonbank với mức điều chỉnh lên 40 đồng so với mức niêm yết cùng giờ hôm trước. Giá mua đô la Mỹ hiện nằm trong khoảng 22.670 đến 22.740 Việt Nam đồng, còn khoảng bán ra thì tại mức 22.950 đến 22.980 Việt Nam đồng. Trong đó, Exxonbank có giá mua đô la Mỹ cao nhất, còn giá bán đô la Mỹ thấp nhất thì nằm ở Exxonbank và Sacombank thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay thùy dương xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại